Hello, xin chào tất cả anh em nha. Thì lại là Quân và Quý đến từ công ty máy móc Việt Nam. Bên em sẽ đưa đến cho anh các anh em một cái chương trình, một cái gói quà tặng rất là đặc biệt từ những cái dòng máy của Detton. Dòng này là những cái dòng chuyên vít nè. Anh em có thể đầu tư để đi công trình cũng như sử dụng ở gia đình rất là hiệu quả nha. Thì những dòng này á, anh em mua sẽ được một cái gói quà tặng trị giá đến lên đến là 500.000. Thì anh em nào muốn biết cái gói quà tặng đó như thế nào thì anh em cùng ở lại và xem hết video. Đừng có lướt qua vội nha anh em. Wow. Dạ rồi, sau đây thì em sẽ giới thiệu cho anh em bốn dòng máy, bốn mã sẽ được là công ty Detton áp dụng cái gói quà tặng trị giá 500.000 cho mình nha. Thì đầu tiên sẽ là sản phẩm lực nhỏ nhất. Con này á, mã của nó là D21CV180N nha anh em. Tiếp theo sẽ là một con lực mạnh hơn một tí nữa, đó là con D21CV200N cho anh em. Đến những dòng mà khỏe hơn á, thì sẽ phù hợp với những anh em làm công việc hạng nặng hơn nha. Như khoan sắt nè, kiểu anh em bắn vít mà sắt dày á anh em, thì sẽ có cái dòng mà D21CV280N dành cho anh em. Còn anh em cần một con khỏe hơn nữa thì anh em chốt ngay con này D21CV300N. Cái chương trình áp dụng nó sẽ có nhiều, chia ra nhiều gói pin cho mình. Thì anh em có thể đầu tư với giá trị cũng như là số tiền mình bỏ ra như thế nào thì anh em cũng có rất nhiều cái sự lựa chọn nha. Với cái gói mà rẻ nhất thì anh em có thể sở hữu cái gói pin 2A nè, 3A. Và những anh em làm thợ chuyên cần cái thời gian làm việc dài hơn thì anh em có thể chọn những cái gói pin 4A, 6A. Đó, rất là nhiều sự lựa chọn cho anh em nha. Thì anh em cùng em tìm hiểu cũng như và xíu nữa anh em mình sẽ cùng trải nghiệm test máy để xem cái hiệu quả làm việc của con máy như thế nào. Và anh em đừng có quên, đến cuối clip bên em sẽ bật mí cái gói giá trị 500.000 cho anh em nha. Quà tặng lên đến là 500.000 cho mình nha anh em. Anh em đừng có bỏ lỡ cái gói hiện nay đang áp dụng như thế này. Thì để anh em mà hiểu rõ hơn á, thì bây giờ em sẽ nói sơ một số thông số của con CV180N nha. Thì con mà CV180N này á, là nó có chổi thang nha anh em ơi. Đấy, lực xiết là 180N. Vòng tua của nó là từ 0 đến 2400 vòng trên phút nha. Chế độ bảo hành thì nó sẽ ghi rõ cho anh em luôn là 6 tháng ở dưới nha. Tiếp tới á, thì sẽ là một con khỏe hơn một tí, sẽ có mã là D21CV200N nè. Đây, cũng sử dụng là pin 21V của Detton luôn. Lực là 200N. Vòng tua của nó cũng là đến 2400 vòng trên phút nha anh em. Và cho những anh em làm thợ chuyên nghiệp á, anh em cần một cái con máy không chổi thang, động cơ brushless á, thì em sẽ giới thiệu gửi đến cho anh em hai dòng. Một dòng là 280N. Con này cũng sử dụng chân pin là D21 nha anh em. Sử dụng chân 21 pin 21V nè, động cơ brushless. Động cơ của nó, động cơ ở chế độ không tải đó anh em, thì sẽ đạt đến là 2600 vòng trên phút. Đó, lực của nó là 280N. Đó, rất phù hợp cho anh em đi công trình. Những anh em nào bắn ton hoặc là bắn lên sắt dày anh em. Tiếp đến là cái dòng 300N. Mã của nó là D21CV300N. Thì với con này á, là một cái dòng sản phẩm cũng vừa được ra mắt thị trường hiện nay. Nó sử dụng pin là 21V, động cơ không chổi than. Đầu của nó là 1/4 nè. Lực của nó lên đến là 300N. Thì hiện nay là cái dòng chuyên vít, con 300N này là cái dòng mà chuyên vít mạnh nhất của Detton, dòng chân D luôn nha anh em. Dòng sản phẩm mới này nó sẽ tích hợp 3 cái đèn led ở trên mũi gài luôn anh em. Nó rất là đẹp mắt, body nhỏ gọn nhưng mà lực nó rất là cao, có thể hỗ trợ cho anh em làm thợ bắn ton với cái độ dày rất là lớn nha. Để mà anh em hiểu rõ hơn, anh em đầu tư đúng hơn nữa thì em sẽ đọc thông số pin nha anh em. Thì em giới thiệu trước cho anh em, đây là cục 2A của Detton nha anh em. Đây có dung lượng pin là 2000A nha anh em, 2000A, cục pin 2A. Thì em sẽ lấy ra cho anh em xem luôn nha. Đó, nãy giờ thì để trong hộp không à. Cục này là 5 cell nha anh em, nó nhỏ gọn để đáp ứng những cái nhu cầu cho anh em làm việc trên cao, rất là hiệu quả. Rồi, tiếp tới thì sẽ là cục nhiều dung lượng hơn một tí, đó là cục 3A, 3000A nha anh em. Cục này thì sẽ phù hợp với những anh em nào xài nhiều một chút. Đấy, anh em sẽ bỏ ra số tiền mua được cục pin này, xài phù hợp cho con máy mình theo thời gian nha. Thì tiếp đến á, sẽ có cục pin phù hợp cho những anh em nào làm công trình nha. Thì em khuyên luôn, anh em mà làm công trình, anh em bắn nhiều á, thì anh em nên mua cái cục pin từ 4A này. Đó, 4000A này trở lên nha. Chứ còn những cục 3A, 2A thì chỉ phù hợp với những anh em làm gia đình làm ít thôi nha.
Riêng á, cái dòng D này của Đế Tông á, thì nó sẽ cho anh em thêm cái phiếu bảo hành nha anh em. Đây, đây là cái phiếu mà khi anh em mua pin mời không có đâu nha. Thì anh em yên tâm, những anh em nào mà đã sở hữu cho mình những cái dòng D rồi thì anh em có thể đầu tư những cái máy khác, vì dòng chân D á nó về rất là nhiều, kiểu như là máy cắt gỗ nè, máy thổi bụi, hút bụi, cắt cỏ gì, về cái dòng chân D khá là nhiều luôn anh em. Những cái dòng bu lông lớn vẫn là có đầy đủ cho mình. Còn đây, tiếp theo em sẽ giới thiệu với anh em, đó là một cục pin 4A, dung lượng cũng là 4.000 luôn nhưng mà rất là xịn sò nha anh em. Cái bảng của nó là cái bảng dẹp 15 cell hay sao á nha anh em. Đây 15 cell. Nó sẽ khác biệt nha. Hai cục này cùng dung lượng nhưng mà sẽ khác biệt nha anh em. Đặc biệt thì nó sẽ đưa cho có một cái gói pin gọi là pin 6A 6.000 ampe, dành cho những anh em nào mà sử dụng con bê tông của chân D 21 nha. Thì con này sẽ rất là phù hợp luôn. Nó cung cấp đủ dòng xả nè. Đó, xài cho anh em trong thời gian lâu hơn, nhiều ampe hơn thì sẽ xài được lâu hơn nha anh em. Thì đối với anh em mua những cái thân máy như thế này, những cái cục pin, anh em chọn cái gói pin máy A cũng được, đều được. Những cái gói quà tặng trị giá 500.000 nha anh em ơi. Đó, anh em cứ mạnh dạn đầu tư với em để có thể đáp ứng được cái nhu cầu công việc của mình. Công việc của mình sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn nha anh em. Thì bây giờ để anh em mà hiểu rõ hơn nữa thì em sẽ khui con máy ra cho anh em xem body của từng con máy, từng dòng máy nha, để anh em xem con nào phù hợp với mình nha. Trước mặt anh em sẽ là dòng 180 nêu nè. Đây, thiết kế khá là chắc chắn luôn. Nó cũng có cái đế cao su để bảo vệ những chỗ mà anh em dễ làm rơi vỡ nha. Có đèn led ở dưới luôn nha anh em. Đây, tích hợp đèn led để cho anh em làm cái môi trường thiếu ánh sáng này hợp lý. Tiếp tới thì sẽ là dòng 200 nêu. Thì với những cái dòng mà máy giá rẻ và cái lực nhỏ này thì động cơ của nó là động cơ cỡ than nha anh em. Giá cực kỳ rẻ luôn, xíu nữa em sẽ báo giá đưa đến cái gói để cho anh em có thể dễ dàng đầu tư. Rồi, quay lại với cái thân mà 200 nêu nha anh em. Thiết kế nó sẽ là khá chắc chắn nè, to hơn. Kiểu motor nhìn cái gì nó cũng to bự hết nha anh em. Và con này á, thì cái đèn led nó lại tích hợp ở trên nha. Đầu là đầu chuyên vít. Đấy, phù hợp với rất là nhiều anh em luôn. Thì đến lượt em thì em sẽ giới thiệu, mở máy ra cho anh em xem bên trong của hai cái con mà có lực lớn nhất của cái dòng chân D như thế nào nha anh em. Đầu tiên là cái con 280 nêu. Đối với cái con 280 nêu này á, sẽ cho mình một cái móc để anh em có thể làm việc dễ dàng, làm việc trên cao nha. Dòng này có mã là D21CV280N. Thì anh em chốt đơn này á, một trong những cái gói pin này á, sẽ được tặng cái gói quà tặng lên đến giá trị là 500.000 nha anh em. Động cơ của nó là động cơ không chổi than nè, đầu gài. Đó, thì đèn led của nó sẽ tích hợp ở bên trên cái cò bóp. Tiếp đến á, là cái con 300 nêu. Mã của nó là D21CV300N. Cũng là đầu gài nè. Thì đặc biệt con này á, là đèn led nó được tích hợp ở ngay cái đầu luôn nè, ba cái đèn led. Rất là xịn. Body compact design luôn anh em. Rất là nhỏ gọn. Lực lên đến 300 nêu. Động cơ không chổi than. Thì anh em thấy bốn con này á, con nào mà hỗ trợ được cái nhu cầu làm việc của mình á thì anh em đầu tư nha. Sẽ có gói khuyến mãi cực kỳ tốt cho mình. Rồi thì anh em mua một trong bốn con này với một cục pin bất kỳ, anh em sẽ được nhận gói quà tặng trị giá là 500k nha anh em. Sau khi mà em nói quá nhiều về thông số máy nè, giới thiệu cho anh em về mẫu mã máy, thì bây giờ em sẽ test máy để anh em được trải nghiệm tốt hơn, anh em dễ dàng lựa chọn đúng dòng máy sản phẩm mà anh em đang cần nha. Anh em chờ đón xem ạ. Rồi thì bây giờ mà để anh em thấy rõ hơn á, thì em sẽ so sánh hai con trước nha. Một con là 180 nêu và một con là 200 nêu nha anh em. Rồi thì anh em thấy sao sau khi test hai con máy nha. Thì bây giờ em sẽ test hai con khỏe hơn dành cho những anh em mà nào đi công trình luôn nha anh em. Em sẽ thử là con 280 nêu với con 300 nêu bắn trên phôi sắt dày nha anh em. Quá nhanh gọn lẹ luôn. Thử thêm một con nha.
Rồi thì sau khi mà trải nghiệm cùng em qua bốn con máy, bốn cấp lực khác nhau thì anh em thấy như nào? Giờ em sẽ báo giá máy, báo giá pin để anh em dễ dàng đầu tư đúng một con máy nha. Thì con đầu tiên á, nó sẽ có lực là 180 niu. Con này giá của nó là 860 nha anh em. Anh em nào muốn mua con 180 niu này bỏ ra số tiền là 860 thôi. Còn anh em nào mà thích con khỏe hơn một chút, 200 niu, thì anh em có thể chốt con này giá là 750 một con nha anh em. 750 với cái hai thân máy mà động cơ không chổi than này á, em sẽ báo giá cho anh em luôn. Cái con mà CV 1280 nào này á, bên em đang bán với giá thân máy là 1,2 triệu. Và cái con CV 300 nào đó thì bên em đang bán với giá thân máy là 1,5 triệu nha anh em, sản phẩm mới. Còn về pin á thì em sẽ báo giá luôn cho anh em. Anh em có thể đầu tư những cái con máy nhỏ này với pin 2A, máy lớn nhỏ gì á, anh em tùy anh em. Anh em muốn cái độ nhỏ gọn nhẹ khi làm việc thì anh em chọn cái gói 2A 3A. Với cục pin 2A như thế này bên em đang bán với giá là 530 nha anh em một cục pin. Cục 3A giá là 750. Tiếp đến là hai cục 4A, một cục 4A là 10 cell giá là 850, và một cục pin 4A loại 15 cell giá là 920 nha anh em. Đó. Còn nếu anh em nào thích độ hầm hố, sử dụng cái cục pin to để làm việc lâu dài hơn thì anh em chơi luôn cục pin 6A này nha. Giá cục pin 6A này bên em đang bán với giá là 1,250 triệu. Đó. Anh em thấy cái dòng nào ưng ý, gói pin nào phù hợp với mình đó thì anh em đầu tư cái gói đó giúp em. Và đặc biệt thì anh em chọn những cái cục pin như thế nào á, mua thân máy chọn pin nào á, bên em vẫn đưa đến cái giá trị, vẫn đưa đến cái gói quà tặng cho anh em trị giá 500.000. Rồi thì bây giờ để anh em biết được tại sao cái gói quà tặng trị giá 500.000 á, thì bây giờ em sẽ bật mí nha. Rồi thì gói quà tặng trị giá 500k thì gồm có là một cục sạc chân D21, giá của nó là 330 nha anh em. Và tặng kèm cho anh em thêm một cái quả túi nữa, đây để đựng nguyên kiện máy. Thì cái túi này trị giá là 170. Nên mà khi anh em mua một thân, một pin bất kỳ, em sẽ tặng cho anh em thêm hai món quà nữa. Mua 4 tính tiền 2 nha anh em ơi. Đó, thì cảm ơn anh em đã xem video tới giây phút này. Đó, anh em đã biết cái gói quà tặng là như thế nào chứ phải không ạ? Thì anh em nào muốn sở hữu máy thì có thể gọi đến hotline bên trên. Bên em sẽ đưa đến cho anh em những cái sản phẩm tốt nhất. Và những anh em nào muốn đến tận cửa hàng để trải nghiệm cũng như là xem máy trực tiếp thì anh em có thể đến với cái địa chỉ 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Những anh em nào ở xa không có thể mua hàng trực tiếp tại cửa hàng thì anh em có thể lên những cái nền tảng như Lazada, Shopee, Tiki, Top để anh em có thể đặt hàng và lựa cho mình những cái sản phẩm tốt nhất hỗ trợ cho công việc của mình nha anh em. Anh em ngại gì không đầu tư đúng không anh em? Mua một thân, một pin có ngay quà tặng trị giá 500k. Với cái gói quà tặng tốt như thế này thì anh em ngại gì mà không đầu tư nha anh em. Đó, mua một thân máy, một viên pin, tặng cho anh em một cái cục sạc và một cái túi trị giá 500.000. Thì em cứ chốt đơn giúp em nha. Cảm ơn em đã tin tưởng và đặt niềm tin vào máy móc Việt Nam. Những anh em nào cảm thấy yêu mến em và bạn quý này á, hãy giúp em một lượt subscribe cũng như là nhấn vào cái chuông bên cạnh để có thể nhận được những cái video sớm nhất khi bên em đăng những cái video đưa đến cho các anh em những cái con máy, những cái gói quà tặng hấp dẫn tiếp theo nha các anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.